chuyện kể dễ đơn rất linh thiêng, nơi làng tắc xây tình bạc liêu giàu lòng mến yêu. Người xưa bước theo chân của chúa sông chớ gì yêu đoan chim mình gánh hơn tôi tình, mang lấy nhục hình khổ đau giữa chung tự sinh. Dân hiến cuộc đời đâu rơi máu đổ giữa trời. Ngày nay dân người dễ dàng thành gương chứng nhân nước Việt Nam qua những phép lạ khắp thiên hạ, muôn lòng rộn rã muôn tim cảm tạ ca tụng danh tiếng cha trương bưu hiền. Giàu lòng mến yêu người xưa bước theo chân của chúa sông chớ gì yêu đoan chim mình gần hơn tôi tình. Cái này mình mỗi một người khách là vậy là mình được tặng một cây quạt hả cô? Hai cần thì mình tặng. Hai cần thì mình tặng. Người ta không cần thì mình tặng, ta đâu lấy đâu. Rồi tặng luôn bức hình á. Dạ đúng rồi. Bức hình để giùm. Mấy bức cũng được hết. À, rồi mình có cái thiệp đó là như thế nào rồi cô? Cái thiệp này là mình xin phóng nè. Mình thắng nè, mình muốn cho gia đình mình sao á, mình thắng nè. Wow, xin chửi nữa nè. Mình phát duy nhất có ngày này hả anh hả? Dạ đúng rồi, một ngày à. Một ngày. Đây, những chiếc xe cơm hộp miễn phí được phát tới đây. Cái này cơm phát miễn phí nè hả chú hả? Dạ. Dạ. Em xin mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong đợt tiếp theo ngày hôm nay. Vậy thì ngày hôm nay là ngày 12 tháng 3 dương lịch. Em đã có mặt tại Cồn Phước, được tọa lạc tại chợ mới An Giang. Thì xa xa bên kia là có một cái bản nè, ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ An. À, ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ An, Cồn Phước. Thì đây là một trong những nơi mà Đức Cha Diệp sinh ra tại khu vực này các bạn. Nhưng mà khu vực Thử Chảm thì tại là nhà thờ Tắc Sậy ở Hồ Phòng Gia Gai. Hôm nay em trở về đây để cùng cô chú anh chị và các bạn tham gia buổi lễ đặc biệt. Hôm nay là ngày chánh lễ luôn. Và chúng ta cùng thăm viếng lại ngôi nhà của ông khi mà Đức Cha Diệp sinh ra. Cô chú nhìn thấy không khí ở phía sau bây giờ là hàng ngàn người đang trở về và kẹt xe khu vực này. Và cô chú anh chị và các bạn xem video nhớ tặng cho em xin một like, một đăng ký kênh để em có thêm động lực cho nhiều video hay và hấp dẫn hơn. Đây là một trong những video đầu tay của em chia sẻ về đạo Thiên Chúa Giáo. Nên có gì thiếu sót cô chú anh chị và các bạn hãy rộng lòng quan hệ bỏ qua. Và bên trong thì em thấy cô bác cũng như là mọi người cũng giống như đạo Phật Giáo Hòa Hảo hoặc là những buổi lễ miền Tây em chia sẻ cho bà con cô bác thôi. Còn mọi người cũng phát từ thiện rất là nhiều và đặc biệt cái không khí làm lễ càng long trọng hơn nữa khi mà đón Đức Cha từ ngoài vào trong. Xin mời cô chú nha. Từ vị trí em đứng trở về bên trong nhà thờ nơi tổ chức thánh lễ là khoảng cỡ 100m. Thì cô chú nhìn thấy trên tuyến đường cây cầu cũng lớn lắm, khoảng cỡ 4m á. Và bà con cô bác trong đạo và ngoài đạo thì mọi người cũng rất là háo hức cùng đến đây để thắp một nén nhang và cùng xem lại những kỷ vật của Đức Cha Diệp. Tuy nhiên ngày hôm nay cũng đồng một ngày, ở nhà thờ Tắc Sậy thì cũng diễn ra buổi lễ rất là long trọng luôn cô chú. Nhưng mà em muốn trở về đây tại vì là đây là một trong những thánh địa của Hòa Hảo mà đã xuất hiện sản sinh ra một nhân tài, đó chính là Đức Cha Diệp đã hy sinh cho mọi người. Ngài đã dùng thân mình bị chặt đầu đó bạn, ở nhà thờ Tắc Sậy đó. Và ngày hôm nay bà con cô bác trở về đó càng lúc càng khủng hơn nữa. Nhưng mà ở bên trong này thì em thấy càng gần gũi hơn, bởi vì bà con cô bác mọi người làm góp phần cho buổi lễ thành công tốt đẹp thì cũng phục vụ cho bà con trà đường, cà phê, bánh mì, cơm hộp đầy đủ hết trơn các bạn. Giống như gan những buổi lễ em từng chia sẻ cho bà con cô bác xem ở miền Tây. Nhưng mà đối với Thiên Chúa Giáo thì em chưa bao giờ chia sẻ hết trơn á. Nên hôm nay em trở về đây thì em thấy cũng rất là ấm lòng luôn. Cô chú nhìn thấy cái bãi giữ xe nè, đây cũng luôn. Còn khoảng cả 10 phút nữa thôi là mọi người sẽ làm bên trong làm lễ. Em xin mời cô chú lần lần đi đường này ha.
em chưa bao giờ chứng kiến khu vực này luôn đó cô chú, đây là lần đầu tiên luôn đó, nên em sẽ quay toàn cảnh hết cho tất cả cô chú anh chị bạn cùng xem ha. Nhưng mà cách làm lễ ở đây thì em thấy là mọi người thông thoáng hơn, dễ chịu hơn, chứ không phải là những buổi lễ mà bị gò bó, bị lôi kéo hoặc là không cho chúng ta ngăn cấm để quay các bạn. Thì mọi người rất là hòa đồng luôn nên chúng ta quay rất là dễ. Đây xa xa đây là trường học, còn đây chính là nhà thờ Cồn Phước. Nhà thờ Cồn Phước thì bên trong còn lưu giữ lại những kỷ vật cũng như là nơi sinh ra của Đức Cha Diệm. Ở đường này thì là đường đi vào phía sau của ngôi thánh đường, còn đây là phần đi trước, và tất cả các cô chú cũng như là bảo vệ người ta đang chờ đón Đức Cha đi vào. Có một cái đường đi vào rất là long trọng luôn, không biết chúng ta có kịp ghi hình cái cảnh này hay không nữa, để mà đi vào trong anh ghi hình cho bà con xem rồi chúng ta sẽ quay cảnh tổng quan ha cô chú. Đây là một cái không gian rất là lớn luôn, khuôn viên này thì bà con cô bác đã từ thiện rất là nhiều, vì chúng ta sẽ đón làm lễ trước rồi sau đó sẽ quay cảnh từ thiện ha cô chú, để con coi qua cái khoảnh khắc này là rất là uổng luôn. Nhà thờ Cồn Phước chào mừng Đức Cha, quý cha, tu sĩ, quý khách. Đây là thánh đường, nơi làm lễ trang nghiêm. Còn mấy bên tay trái của em chính là ngôi nhà mà Đức Cha Diệm đã sinh ra. Song thân của Đức Cha Diệm sau khi qua đời thì cũng được chôn tại khu vực này luôn. Chút nữa em sẽ ra thăm phần mộ cho cô chú, anh chị và các bạn cùng xem nha. Thì trên đất nước Việt Nam của chúng ta có rất là nhiều tôn giáo và rất là đạo, nhiều đạo luôn ha cô chú. Tuy nhiên chúng ta không phân biệt tôn giáo, không phân biệt đạo gì hết. Ở đâu mà hãy có ích cho mọi người, đều hướng đến nhân loại, tạo phước cho ba gia ba tánh, hướng cho mọi người làm lành, lánh dữ, yêu thương với nhau, thì chúng ta cùng chia sẻ những hình ảnh đẹp này. Đây chính là khu vực đón mọi người cũng như ban tổ chức và làm lễ các bạn, Đức Cha ha. Còn đây chính là cái hình, với bên đây chính là hình của Đức Cha Diệm. Còn đây là khu vực đẩy nước. Rồi em sẽ ngưng máy, em kính lễ một cái rồi em sẽ quay tiếp cho bà con xem nha. Đây, dạ chào cô. Cô cái này hình nữa ha, hình nữa, tặng hình nữa rồi. Cô cái này mình... cô ơi cái này mình tặng hả cô? Dạ. Em lần đầu tiên về lại lễ của mình thánh lễ em không gành, bởi vì cô chú dù như cái gì có quan hệ bỏ qua ha. Dạ dạ, cái này mình mỗi một người khách là vậy là mình được tặng một cây quạt ha cô. Ai cần thì mình tặng, nhiều khi ta không cần rồi mình tặng, ta đâu lấy đâu. Rồi tặng luôn bức hình á. Dạ đúng rồi, bức hình để dùng mấy mấy bức cũng được hết. Rồi mình có cái mình có cái thiệp đấy là như thế nào rồi coi cô? Cái thiệp này là mình xin thắng nè, xin thắng nè, mình muốn cho gia đình mình sao á, mình thắng nè. Rồi mình để vào thòng nguyện. Đúng rồi, còn cái kia thì xin lễ. Dạ. Cái này thắng là gia đình. Giáo sư cùng phụ trách cô Xuân Loan chào đón. Cha Phêrô là cha quản hạt đồng tới đến từ giáo sư cùng Long Duyên. Chuỗi nữa hả con? Chúng tôi xin hôm nay chào đón cha và quý thầy. Wow, xin chửi nữa nè. Rồi con cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Đây các bạn, như vậy là rất là đặc biệt luôn ha. Để em quay cho bà con cô bác xem ha. Đây để em đi ra ngoài quay cho bà con xem, quay ngược lại nha. Vậy là sau khi chúng ta đi vào bên trong làm lễ cũng như là tham dự buổi lễ ngày hôm nay thì cô chú anh chị và các bạn cũng như cả nhà mình sẽ được miễn phí một bức hình của Cha Diệm để về thờ, và đặc biệt chúng ta cũng có một cái quạt để quạt cho mát, giống như là hưởng cái hồng ăn. Giáo sứ chúng con cũng xin chào đón cha sở giáo sứ núi Tượng giáo phận Long Xuyên, và đặc biệt chúng ta còn có thể có được một sợi chuỗi rất là đặc biệt các bạn, nhưng mà tuy nhiên em sẽ gửi lại để phát cho bà con cô bác. Chúng ta sẽ nhường cái phần hồng ăn này lại cho bà con cô bác các cô chú ha. Và bên trong này thì có một cái tờ giống như lá thư ngõ các bạn, chúng ta sẽ cầu cho gia đạo bình an, sức khỏe, cho thế giới được hòa bình, ấm no, hạnh phúc, thì sẽ viết xong sẽ thả vào cái thùng này, rất là đặc biệt luôn. Cha sở giáo sứ Hoàng Hưng, chúng con xin quan chào đón cha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thì vừa rồi cô chú cũng có thể hiểu được khu vực bà con cô bác phát quà ha, hình quạt và một cái sợi chuỗi may mắn, trong đó là có chứa hình thánh giá rất là đặc trưng của đạo Thiên Chúa giáo. Dạ thì trước khi đi đến nơi bức hình của cha Diệp thì em xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng xem các cô chú phát từ thiện nha. Đây là một trong những hình ảnh rất là đẹp mà khi cô chú anh chị và các bạn trở về những buổi lễ ở miền Tây lúc nào cũng thấy các cô chú phát từ thiện cho bà con, ấm lòng cho những người đi cúng viếng hành hương vào những buổi lễ đặc biệt như thế này, góp phần cho đội lễ thành công tốt đẹp. Thì em thấy ở đây mọi người phát bánh mì nè. Dạ em xin chào nha. Dạ mình phát duy nhất có ngày nay hả anh hả? Dạ đúng rồi, một ngày à. Một ngày duy nhất. Dạ. Rồi bên đây em xin mời. Rồi em xin chào nha, cho em quay cái nghe mọi người. Dạ. Dạ. Mình phát bánh mì chị hả? Dạ bánh mì pate chả lụa. Chả lụa này mì. Mấy ổ gì? Dạ hai ổ. Thôi không ăn để nhường cho bà con cô bác đi. Dạ. Đây các bạn ha, quá vui rồi. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng đi đến một nơi nữa, chính là nơi phát nước cam, trà tắc, học né, trà đường, đầy đủ hết luôn. Đây cô chú nhìn thấy giống y gan như những buổi lễ khác ở miền Tây, có nghĩa là chúng ta không phân biệt tôn giáo gì hết thì đi đâu cũng y gan như vậy các bạn ha. Dạ thì đến với lễ dỗ ngày hôm nay, trước khi chúng ta đi đến sâu hơn những điều đặc biệt ở bên trong thì em xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe lại ý nghĩa lịch sử và sự hy sinh cao cả của Đức Cha Diệp Francisco. Vào những năm 1945-1946, lúc bấy giờ cha Francisco Trương Bửu Diệp đang là cha xứ tại họ đạo Tác Sậy thuộc huyện Giá Rai tỉnh Bạc Liêu. Lúc này chiến tranh đang diễn ra tàn khốc loạn lạc. Các cha bề trên thường khuyên cha Diệp nên đi dùng khác lánh mặt, đến khi nào tình hình yên ổn thì hãy trở lại Tác Sậy. Nhưng cha Diệp luôn từ chối và trả lời rằng: tôi sống giữa đàn chiên, và nếu có chết thì nguyện chết giữa đàn chiên vậy. Ngày 12 tháng 3 năm 1946, bọn ác đến nay chưa rõ thuộc thế lực hay đảng phái nào, là thành phần không có thiện cảm với Công giáo, đã xông vào họ đạo Tác Sậy, bắt cha Diệp cùng với 70 chức sắc và giáo dân. Chúng định giết toàn bộ số người này, nhưng cha Diệp nói: ta là chủ chăn của các con chiên này, ta nguyện chết để chịu tội thay cho các con chiên của Thiên Chúa. Trước sự bất khuất nguyện tử chỉ đạo của cha Diệp, nhiều lương dân và giáo dân có mặt chứng kiến sự việc đã đến quỳ xuống xin cha rửa tội lần cuối cùng. Trong đêm đó, đứng trước cái chết, cha Diệp vẫn điềm tĩnh, không một chút sợ hãi. Cha nhìn hai tên đau phủ mỉm cười hiền hậu và nói: ta tha tội cho hành động của các con. Vừa chặt đầu cha Diệp xong, hai tên đau phủ quỳ xuống, toàn thân run rẩy như bị phát dại, chạy như bay về phía rừng U Minh. Từ đó về sau, không ai nhìn thấy hai tên ác ôn này nữa. Những người trong họ đạo kể rằng, đêm hôm ấy, ngài về báo mộng cho biết chỗ bọn ác ném xác ngài. Mọi người đến địa điểm thì vớt được xác ngài dưới ao với một vết chém ngang cổ. Sau khi chết, xác ngài không hiểu sao bị lột hết quần áo, trần trụi như hình ảnh Chúa Giêsu chịu tội trên thập giá, hai tay vẫn chắn trước ngực như đang cầu nguyện. Dạ thì vừa rồi chính là một trong những ý nghĩa lịch sử nói về sự hy sinh cao cả của Đức Cha Diệp và lưu truyền mãi mãi cho đến ngày hôm nay.
đặc biệt là tấm gương sáng cho đời để lệ cho thế hệ mai sau. Và ngày hôm nay ở nhà thờ Tắc Sậy, hộ phòng Giá Gai thì càng long trọng hơn nữa. Nhưng em muốn dành chọn những phút giây này tại nhà thờ Cồn Phước, cũng như đặc biệt là nơi lưu giữ lại kỷ vật của Đức Cha Diệp. Em xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng xem tiếp những hình ảnh đẹp, đó chính là nơi phát nước miễn phí cho bà con nha. Và bên đây chính là nơi mà bà con cô bác lãnh thuốc tây đó các bạn, miễn phí không đồng. Đây những chiếc xe cơm hộp miễn phí được phát tới đây. Cái này cơm phát miễn phí ra hả chú hả? Dạ. Con không có ăn nhưng mà con quay cho bà con xem. Dạ. Cơm miễn phí. Đây. Bên cạnh là trà đường, cà phê cũng như là hộp bé các bạn. Rồi thêm cam nữa miễn phí. Thì cái đây là những hộp cơm không đồng được phát cho bà con trong ngày đại lễ hôm nay. Cái này mình làm ở nhà luôn đó con hả? Dạ. À. Dạ. Giáo sứ Cồn Phước, chúng con cùng xin hân hoan chào đón cha Phêrô, cha sở. Đây chính là cảnh mà các cô chú cũng như là mọi người đi thỉnh lễ được à. Cái này thỉnh được bánh mì luôn cô hả? Dạ. À, thuốc luôn. Đầy đủ hết luôn. Đầy đủ luôn. Dạ. Quá yêu mày. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong cũng như là cái ngôi nhà của cha Diệp ngày xưa đã được sinh ra tại khu vực này. Tôi xin mời vào xem nha. Do giấc này bị đông quá các bạn nên chúng ta không thể nào chen lắng vào bên trong được, nên chúng ta đi khu vực này trước. Em xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng vào phòng khấn cha Francisco Trương Cửu Diệp, thay phòng khấn cầu nguyện các cô chú, phòng cầu nguyện. Dạ thì đến với khu vực này em dành những không khí trang nghiêm. Em xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng nghe thêm những ý nghĩa lịch sử về Đức Cha Diệp Trương Cửu Diệp đã hy sinh cho mọi người. Giai thoại về Cha Diệp tại Bạc Liêu. Cha Diệp có tên đầy đủ là cha Francisco Trương Cửu Diệp, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1897. Cha gài là Bice Trương Văn Đặng, mẹ gài là Lucia Lê Thị Thanh. Gia đình sinh sống tại họ Đậu Cồn Phước, tỉnh An Giang. Vào năm 1904, lúc ngài mới lên 7 tuổi thì cha ngài đã dời nhà sang Campuchia để sinh sống bằng nghề thợ mộc. Cũng chính tại nơi này, cha ngài đã tục viện với bà Maria Nguyễn Thị Phước, sinh năm 1890 tại Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang. Năm 1909, cha Phêrô Lê Huỳnh Tiền gửi ngài vào tiểu chủng viện Cù Lao Diên, xã Tấn Mỹ, Chợ Mới, tỉnh An Giang để học. Đến khi học xong, ngài được phụ vong linh mục tại Nam Vang dưới thời Đức cha Chabalia người Pháp. Khi đó, lễ vinh quy và mở tay được tổ chức tại nhà người cô ruột là bà Sáu Diệu tại họ Đậu Cồn Phước. Từ năm 1924 đến năm 1927, ngài được bổ nhiệm làm cha phó họ Đậu Hổ Trư, một họ Đậu của người Việt sinh sống tại tỉnh Khandan, Campuchia. Năm 1927 đến năm 1929 thì ngài về làm giáo sư tại tiểu chủng viện Cù Lao Diên, An Giang. Đến tháng 3 năm 1930, ngài về trong nom họ Đạo Tắc Sậy, quận Giá Trai, tỉnh Bạc Liêu. Trong những năm làm cha sở, ngài đã giúp đỡ thành lập nhiều họ đạo khác tại các vùng phụ cận. Đến thời điểm chiến tranh loạn lạc là vào năm 1945, năm 1946, bà con dần dần di tản, cha bề trên địa phận Bạc Liêu là Phêrô Trần Minh Ký. Và cả cha người Pháp cũng khuyên ngài lên Bạc Liêu lánh mặt. Khi nào tình hình yên ổn thì sẽ trở lại họ đạo Tắc Sậy, nhưng ngài trả lời: "Tôi sống giữa đàn chiên và nếu có chết thì cũng chết giữa đàn chiên, không đi đâu cả." Theo ghi chép, vào ngày 12 tháng 3 năm 1946, khi cha Diệp bị bắt cùng với 70 chức sắc và giáo dân tại họ đạo Tắc Sậy, bị lùa đi và nhốt tại lẫm lúa nhà ông giáo sự. Vốn dĩ tất cả sẽ bị, nhưng ngài đã nói rằng ngài là người chủ chăn các con chiên, cho nên hãy tha cho các con của ngài, và sau đó thì ngài bị mang đi thiêu. Người trong họ đạo kể lại rằng đêm hôm ấy ngài về báo mộng cho các vị chức sắc trong họ đạo biết chỗ họ ném xác ngài là phía trong cái ao sau nhà người anh ông giáo sự. Khi đến nơi được báo mộng thì đã tìm được xác ngài đã bị chém đầu cùng một vết chém ngang cổ gần mang tai, có ba vết chém khác trên mình.
Thân xác Ngài bị lột hết quần áo, trần trụi như Chúa Giê-xu trên thập giá, nhưng hai tay vẫn chắp trước ngực như đang cầu nguyện, và nét mặt Ngài vẫn bình thản, không có vẻ gì sợ hãi. Khi đó, những vị chức sắc đã mang xác Ngài về chôn trong căn phòng bí mật của nhà thờ Khúc Tréo. Do đó, Ngài đã tử vì đạo vào ngày 12 tháng 3 năm 1946, nhằm ngày 9 tháng 2 năm Bính Tuất. Vào năm 1989 thì ngôi mộ của Ngài được trùng tu thành ngôi mộ nho nhỏ được lục tôn ở phía sau nhà thờ Tắc Sậy. Ngôi mộ được khánh thành vào ngày 4 tháng 6 năm 1989. Thời gian đầu những người cầu nguyện không quá nhiều, nhưng sau này nhờ nhận được ơn lành của Ngài cho nên các tín hữu từ khắp trong và ngoài nước đã đổ về để cầu khấn Ngài. Lần đầu tiên của em đặt chân đến khu vực này luôn đó. Nếu mà chia sẻ còn thiếu sót điều gì thì cô chú anh chị và các bạn hãy cộng lòng quan hệ bỏ qua nha. Em sẽ đi lần gần ngay phía sau cùng đi đến một cái khu nhà nơi lưu giữ lại kỷ vật của Đức Cha Diệp và cô chú. Dạ thì vừa rồi cô chú anh chị và các bạn có thể nghe được những ý nghĩa lịch sử truyền thuyết xoay quanh về cuộc đời cũng như là đức hạnh hy sinh của Đức Cha Diệp Francisco. Em xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng đến một cái nơi đặc biệt nữa, chính là ảnh tượng Công giáo Cồn Phước. Và phía trước thì có những đứa em học sinh phát nước suối khăn lạnh rất là đặc biệt luôn. Rồi chú xin chào hết tất cả mấy con nha. Nè. Xin chào nè, xin chào con nè. Mấy đứa con có nhiệm vụ là phát khăn lạnh với nước suối của việc này luôn đó hả? Ở bên trong là như thế nào con? Cái cha bị mặc đồ làm vậy. Vậy đấy ha. Cũng như bà con cô bác, người ta chưa biết là người ta đến đây tao có được vào bên trong tham quan gì không? Dạ có thể ngồi vòng vòng. Ngồi đấy ha. Rồi. Cảm ơn mấy đứa con nha. Rồi xin chào. Rồi em xin chào đại gia đình nha. Dạ. Con xin quý vị ổn định chỗ ngồi của mình. Và cái lối đi ở giữa từ cổng chính nhà thờ tiến lên lễ đài, xin quý vị không di chuyển ở lối đi này nữa. Chúng ta xin nhắc lại là đã gần đến giờ cử hành thánh lễ, xin quý vị ổn định chỗ ngồi của mình. Và ở lối đi giữa chúng con xin quý vị không di chuyển ở lối đi giữa nữa, chúng con xin trân trọng cảm ơn. Nhân dân cha và con và thánh thần. Thank you.
người ta như mình có người ăn. Bắt đầu rồi các bạn ha, em xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng xem giây phút quan trọng này nha. Bên trong chính là giây phút làm lễ của các cha ở khắp mọi nơi cùng trở về nhà thờ Cồn Phước này. Em sẽ đi tìm nơi hỏi đường đi ra khu mộ của sông Thăng. Cha Diệp, em xin mời cô chú cùng em đi tìm nha. Em là lần đầu tiên đến đây, em cũng chưa biết là khu vực nào với khu vực nào nữa. Em để hỏi bảo vệ quay cho bà con xem nha. Thẳng tới cái cửa quẹo vô, cái thẳng tới này. Cái dăng cái cửa quẹo vô đấy ha. Dạ, dạ. Rồi đi thẳng tới luôn. Thẳng luôn, quẹo. Rồi cái nhà trưng bày của Đức Cha. Đức Cha đây. Đó là hả? Cái chỗ mà mình khấn lễ đấy ha. Dạ, dạ. Hôm nay chỉ còn có một chỗ khấn lễ thôi đó ha. Khấn lễ hai chỗ, đi này một chỗ nữa. Ủa, em thấy phía trước là có cái bức tượng của cha không mà. Đúng rồi. Đúng rồi, chỗ đó. Là đó là cái nhà đấy ha. Dạ. Giờ chỉ còn gì đây nè. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Đây là một trong những khu vực cũng như là nhà khách để đãi cho bà con cô bác cũng như là các cha ở khắp nơi trở về đây. Và anh xin mời tất cả cô chú các bạn cùng đi qua khu vực này để chúng ta đi đến khu mộ của sông Thăng.
Đức Cha Diệp Francisco. Phía trước là mọi người đang làm lễ. Tuy nhiên em muốn dành không khí trang nghiêm để cho mọi người cùng làm lễ các bạn. Em thì cũng muốn đi quay những khoảnh khắc đẹp cho bà con cô bác thôi. Nên xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng đi ra khu mộ để chúng ta cùng kính bái và thắp một nén nhang. Em lại đi đến được một khu vực. Nhưng mà em chưa có biết được đâu là khu mộ của ông với bà. Chắc phải tìm một người nào đó hỏi các bạn ha. Có chú nào hoặc em hỏi chú coi. Chú ơi, cái khu mộ mà của sông Thăng của cha Diệp á, chú là khu nào vậy chú? Chú ơi, khu mộ của ông với bà là nằm ở đâu vậy chú? Khu mộ của ông với bà, ông của bà, cha mẹ của cha Đức cha Diệp á. Không biết, tôi tiếp mãi ông già thôi nên tôi không gặp đây. Chú đang đi kiếm mộ ông. Chú đi kiếm không gặp luôn hả? Con cũng không biết khu nào với khu nào luôn. Bây giờ qua chú mà chú giờ kiếm không ra luôn hả? Chú không nhớ vị trí luôn hả? Bây giờ con cũng đi kiếm mà con kiếm không gặp luôn nè. Sau một hồi hỏi thăm thì em đã tìm đến nơi thân phụ của Đức Cha Diệp Francisco. Em xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng tham quan. Đây là khu đất thánh nè. Cô chú nhìn thấy mà khích nhau luôn. Chúng ta đi chứ né né những cái bước chân thôi, chứ thực chất không thể được thoải mái được. Rất là đông luôn. Thân phụ của cha Francisco Trương Bụi Diệp, ông là Trương Văn Đặng, sinh năm 1860, từ trần vào năm 1935. Bà là Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1862, từ trần vào năm 1904. Rồi, em xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng tham quan một tí nữa, rồi chúng ta sẽ lần lần vào bên trong nha. Đây, nếu cô chú anh chị và các bạn chưa lần nào đến Cồn Phước, ở đây là một trong những nơi còn lưu giữ lại ngôi nhà, nơi mà Đức Cha Diệp sinh ra, và phần mộ của sông Thân, hai người đã sinh ra. Một tấm gương sáng cho đời, để lại cho thế hệ mai sau. Ở góc độ nào cũng vậy, ở mối đạo nào cũng vậy, cũng có những người đặc biệt để dùng đức hạnh của mình giáo hóa mọi người tùy theo phong hóa nhân sanh phù hợp. Có các cô chú đi lễ trong ngày hôm nay mà tìm lại những ngôi mộ của những người quá cố ở đây mà cũng không biết đường tìm nữa cô chú. Ta lại bây giờ khích với nhau hết trơn, chúng ta tìm khó tìm lắm. Ngay trong buổi lúc đó là hiện tượng đáng quý và chúng ta tin rằng Chúa sẵn sàng ban ơn cho chúng ta. Như thánh Phaolô đã từng nói rằng là Chúa có thể làm mọi sự cảm ơn tốt đẹp cho những ai yêu mến Ngài. Chúng ta tin vào Ngài, chúng ta tin vào Chúa, yêu mến Chúa. Dù hoàn cảnh khó khăn, dù những nghịch cảnh, Chúa cũng có thể biến những nghịch cảnh đau thương đó mang ơn ích cho đời sống thiêng liêng của chúng ta. Kính thưa quý bà, chị em, chúng ta đến với Cha Diệp cầu xin Ngài cầu đầu từ Chúa cho chúng ta được bình an, cho chúng ta được những ân lành cần thiết, và nhất là những ân lành mang đến ích lợi cho đời sống thiêng liêng của chúng ta. Chúng ta cũng được xin Ngài càng đặc biệt hơn, và xin Ngài giúp chúng ta ý thức nơi như Ngài sống trung tín với niềm tin của mình. Và chúng ta cũng hãy cầu xin với Chúa qua Cha Diệp, cầu xin bằng lòng tin của chúng ta, tin rằng Chúa biết mọi sự, tin rằng Chúa biết chúng ta cần gì, tin rằng Chúa biết đâu là điều tốt nhất cho chúng ta, và nhất là tin rằng Chúa sẵn sàng mang ơn thánh thần của Ngài cho chúng ta để giúp chúng ta sống tốt với thân độ lòng con cải của Thiên Chúa.
Chúng tôi tới Chúa, Cha Phanxicô trên đỉnh Diệm, thì đời sống đức tin của chúng ta được củng cố và tăng trưởng hơn, và xin Ngài cầu bầu quyền Chúa cho mỗi người chúng ta. Vậy thì vừa rồi là một trong những giây phút trọng đại, em ghi hình cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem rất là trọn vẹn. Đầu tiên là chúng ta cùng tham quan các tu chú phục vụ cho đại lễ thành công tốt đẹp, chính là các đơn vị từ thiện phát bánh mì, phát nước, phát thuốc tây, và đặc biệt là chúng ta có thể tham quan được ngôi nhà của Đức Cha Diệp được sinh ra. Nhưng mà hôm nay còn trọn vẹn chỉ là một tấm hình chân dung cũng như là pho tượng trọn vẹn thôi, ngôi nhà thì chỉ là tượng trưng thôi cô chú, không còn cái gì cả. Và chúng ta ra phía sau cũng có thấy được phần mộ song thân của Đức Cha Diệp Francisco. Và cuối cùng, cùng tham dự một buổi lễ long trọng là mọi người đi diễu hành từ bên ngoài cổng vào tới phần thánh lễ, và đã được mọi người làm lễ rất là trang nghiêm tại thánh đường Cồn Phước. Dạ thì bây giờ em xin kết thúc video tại đây. Em xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị cô bác trong clip kế tiếp. Em cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành, ủng hộ và xem hết video của em. Em xin chào, hẹn gặp lại. Dạ cô chú anh chị và các bạn xem video nhớ tặng em xin một like, một đăng ký kênh để em có thêm động lực ra nhiều video hay và hấp dẫn hơn. Dạ thì em là một trong những người đạo Phật giáo Hòa Hảo, tuy nhiên em không phân biệt tôn giáo, không phân biệt và vùng miền. Những cái gì có ích cho mọi người cũng như là tạo cho mọi người thương yêu với nhau, đùm bọc với nhau. Những đức hạnh rất tốt này em luôn luôn đến để chia sẻ cho bà con cô bác cộng đồng trần mạng gần xa, để chúng ta ít nhiều gì biết đến đức hạnh của Đức Cha Diệp Francisco. Xin chào cô chú nha. Chuyện kể dễ đơn rất linh thiêng, nơi làng tất xây tình bạc liêu giàu lòng mến yêu. Người xưa bước theo chân của Chúa, sông chớ gì yêu đoàn chim mình gần hơn tôi tình, mang lấy nhục hình khổ đau giữa chung tự sinh, dâng hiến cuộc đời đầu rơi máu đổ giữa trời. Ngày nay dân người dễ dàng thành gương chứng nhân nước Việt Nam qua những phép lạ khắp thiên hạ, muôn lòng rộn rã, muôn tim cảm tạ ca tụng danh tiếng Cha Trương Bửu Diệp.